Thưa quý vị, theo dự kiến, sáng nay ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại 460 tỷ đồng tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2 dài 74 km. Bị cáo Mai Tuấn Anh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEC và bị cáo Trần Văn Tám, cựu Tổng Giám đốc VEC cùng đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2 dài 74 km là công trình trọng điểm quốc gia do Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140 km, trong đó giai đoạn 1 dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thông xe tháng 8 năm 2017, giai đoạn 2 dài hơn 74 km từ thành phố Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, thông xe tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc trên đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Các vi phạm tại giai đoạn 1 dài 65 km đã được xử lý với 35 người Việt và một người Nhật Bản chịu chế tài hình sự. Trong vụ án giai đoạn 2 xét xử, Viện Kiểm sát truy tố 22 bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát cáo buộc hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2 dài 74 km. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9.